Xin chào bà con, hôm nay thì tôi lại lên núi và lên rừng thì vô tình gặp một cái cây rất cổ thụ và dành cho những chị em nằm bị nấm ngứa phụ khoa này và chúng ta bị viêm cổ tử cung và da khi hư ấy. Thì muốn se khít ấy, thì đây tôi chỉ cho quý vị này nhá. Đây chính là cái cây thuốc, vị thuốc mà rất là đặc biệt mà có lẽ là chúng ta đã nghe nhiều nhưng mà có thể công dụng và cách dùng thì chúng ta không thể biết, ít người biết đúng không ạ? Thì đây là một cái cây nhội, cây nhội thì được trồng để làm bóng mát rất nhiều, nhưng ở đây cây nhội ở đây là cây nhội ở trên rừng, trên núi, nó to như này. Đấy. Và lá của nó đây, thì bà con hãy để ý kỹ cái lá của nó, nhiều người chắc chắn là không biết đúng không? Nó trơn nhá, nó trơn. Đấy. Đây là trên lá này, nó mọc này. Cái này nó chua và hơi chát chát đấy. Bà con hái tất cả những cái lá này và kết hợp với lá bàng, kết hợp với lại cây xài đất hoặc rau sam nữa để đun sắc đặc lên, sau đó là chúng ta ngâm rửa hàng ngày hoặc là trước khi quan hệ thì bà con hãy rửa nó, hoặc là sau khi quan hệ chúng ta rửa lại nó nữa để nó vệ sinh. Và nó có tác dụng là nó se khít này và nó tiêu là nó sát khuẩn và nó tránh bị nhiều viêm nhiễm, tức là những ai mà bị cũng nó là tức là nó là vừa chữa vừa phòng thì rất hiệu quả, và nhất là những ai mà muốn se khít cho cuộc yêu thăng hoa và cảm giác như lúc mới yêu thì hãy dùng cái vị này nhá và áp dụng nó luôn nhá. Rất hiệu quả đấy. Và bà con hãy những chị em hoặc là những anh nam nào mà có vợ mà đang mắc tình trạng đó thì chúng ta hãy chỉ ngay cái vị này để lấy và dùng luôn nha, và hãy ghi và tìm hiểu lại cái vị này nha. Và xin chào bà con, hẹn gặp lại bà con những video tiếp theo.